anh chạy phải không? Đổ dầu chạy à? Đẹp thiệt. Lóc màu trắng tươi phải không? Hiếm lắm mới có được bộ nè. Bộ nhận xế rồi con. Đẹp không? Từng bộ bà con coi nha. KM. Rồi hai cốt còn mới nè. Đặc biệt nhìn cái bô vậy thôi, cái máy nhìn bô trắng ít xài rồi. Căn cứ vào bô thôi, coi gì kệ nó. Rồi lốc máy đẹp nè. Quá đã luôn. Con này đẹp nhất cả nách. Con này coi bô làm sao? Rồi con này bô là trắng tươi luôn rồi nè. Cái căn cố bô trắng ít xài luôn. Ô đẹp nè. Trên bìa luôn, nhất cách luôn. Xuồng ghe luôn nha, mua máy của xuồng ghe.